Tết là dịp sum vầy, Tết là dịp vui chơi nghỉ ngơi. Tự nhiên Tết tới chi cho mợ đủ gì phải lo hết trơn. Bữa nay là 23 rồi, là ông Táo về trời rồi, là còn một tuần lễ nữa là giao thừa rồi. Trời đất ơi, tính nó đi ngoài đường người ta quá trời quá đất, người ta buôn bán này, người ta mua sắm, mình không mua không sắm làm sao được. Nhưng đôi khi Tết đến cùng với những áp lực, hàng trăm nỗi lo toan khiến chúng ta không khỏi lo toan khi ngày Tết đến gần. Một năm đã qua rồi thì chúng ta cũng nên là để cho cái tâm trạng của mình một cách thoải mái nhất có thể. Có rất là nhiều những cái hoạt động để mà cho có một cái ngày Tết chúng ta tạo ra được một cái sự mong chờ như vậy. Những cái nỗi lo nó sẽ không có còn là một cái thường trực nữa, mà đó chính là cái niềm háo hức khi đến với là những cái ngày Tết. Vậy nên làm gì để giải phóng bản thân khỏi những áp lực ngay cận Tết? Hãy đón xem Quyền Năng Phái Đẹp, chủ đề Tự nhiên cái Tết, lúc 19h15 ngày 2 tháng 2 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.